tiếng của hãng Denon luôn, đó là Denon 390. Ở đây là 390 mắc đôi 25 mã, chạy cầu loa A cộng B, bát chép tao lớt đầy đủ màu vàng chanh, hàng zin tuyệt đối cho anh em, size tầm 43 43,5. Dòng em đi 390 hoặc kể cả những con Denon 2000 1500, hàng khủng cũng chỉ chạy 4 sò than các bác nhá. Con này thì anh em chơi những đôi loa từ bát 30 25 20 trở lại rất hay, hàng mạng vừa về, hàng mạng nó cũng thế thôi, 4 sò than rất mới nha, không sớt một tí trên thì nó gọi là đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Con này cửa hàng bán ra rất rẻ cho anh em, 3 triệu đồng thôi. Anh em lưu ý là cửa hàng khẳng định cho anh em câu là zin tuyệt đối nha. 138W. Anh em nghe những đôi loa bát 25 thì quá tuyệt vời, hoặc những dòng loa Buxel của Mỹ, của châu Âu, Jamo, Bose, JBL, hoặc những dòng loa thùng bát 25 tuyệt vời, không cần nghĩ luôn, tiếng nó sáng, tiếng dễ nghe. Cái dòng Denon giống với Pioneer là dòng âm đi dễ nghe. Bên trái loa rồi, bên phải bắt chép lao lớt. Đây đường vào tín hiệu này, xuôi direct thì bấm vào sẽ không có tác dụng bát chép, nó chạy không qua phần âm sắc cầu loa cộng B rút nguồn. Dòng này anh em nào có điều khiển thì bấm nó sẽ nhận được nhá, vì dòng đời cao. Giá 3 triệu cho anh em chơi tại cửa hàng 0941 891 914. Hẹn gặp lại anh em.